Hello, xin chào cả nhà. Nay tiếp tục đi thăm bẫy cả nhà ơi. Mình vô đây mình thăm cái bẫy đầu tiên. Hôm bữa mình đặt. Ơi, gì vậy? Đập trúng nhái hả? Nó đập trúng nhái nó kêu. Giật mình. Đây mình đặt ba cái mà nước ngập quá, giờ mình rút còn có 1 cái. Tại vì cái này cũng mấy lần ở đây cũng hay dính. Mà đặt cái đằng kia. Giờ bữa nay mình thọt cái đằng đây. Chút vớt cái gì rồi. Chút quá cái. Chuột mất tiêu luôn rồi, chết chuột luôn cả nhà. Chết chuột rồi. Để lấy cái khác thay vô. Ý, trời ơi, cái mối nó bự thế. Trời ơi, có hôm này. Kéo ra thấy chuột nó chạy ra. Hết em. Chụp vớt luôn. Vô trong đây mình thăm một cái trong đây. Không biết là đặt đâu, hôm bữa mình cũng mới dặm. Không biết phải đây không. Chắc trong kia rồi. Thấy hình như bữa lội vô cũng hơi xa xa. Mới thăm lần đầu. Đặt hai cái. Một cái thì tốt trong đây với một cái ở ngoài đầu. Mà ngoài đầu người ta đang có người với người ta. Đang cắt cái chồi. Không biết sao thăm cái ngoài đó. Thăm đại luôn chứ. Còn cái bẫy ở trong đây không biết chỗ nào đây. Đi cũng hơi xa xa rồi đó. Không biết phải ở đây không đây. Ừ đúng rồi, hên quá. Sâu giật lên ngay chân luôn ha. Mình nhớ mày mãi chứ cô mình cũng không. Chỗ nào cũng cái lỗ nào cũng giống như lỗ nào. Chết chuột á. Chuột còn hết rồi. À còn chuột. Đây. Cái này đặt đằng sau. Ừ, nặng nặng còn nữa hoành ba con này con ba con đầu tiên con này mình bắt ra khỏi quay cả nhà lấy cái bẫy làm xi cua coi. Ồ, con giống ba nó cái này. Được con giống ba luôn. Này mốt giống ba không. Cái này nắng lên quá trời nắng. Không có ở nhà hay lúa được. Hôm qua mình mới mua mấy con lúa để cho chuột ăn. Ui, nặng nha, cút ra thấy nặng chịch nha. Dính cả nhà. Dính này, phân này. Nè. Câu củ hành. Rồi, chắc vô nhì quá. Nặng chịch à. Vô nhì cả nhà. 400 g được nha. Con này chắc 400 g. Nó ăn chuột ú nu để họ ra ngoài bắt nó.
chiên rồi mới đặt vô đây nè. Được rồi. Chỗ này quá. Đúng rồi. Dính luôn cả nhà. Không có người, con nhì quá. Con nhì cả nhà. Trời. Nhì cả nhà. Quá ngon. Nhì quá ngon luôn, hai con rồi. Nãy con là con này, ba con, hai con chứ quên. Mình lại đây mình thăm tất cả. Tập cái bờ kinh này. Có không có. Cái này mới dầm chứ rồi đâu ta. Rồi, tốt kìa. Nãy có cái ông chủ dịch ở đây, ông đứng cũng nhìn quá trời. Mình nhìn ổng, ổng nhìn mình, có buổi trời. Hai người không biết chuyện gì ra, xí gà. Rồi. Đây dịch lên xuống. Chặn cái bẫy của mình luôn ha. Nhìn một cái bẫy mình hôm bữa mình nhét dưới đây. Có gì không đây? Cái này nó có cái lỗ, có cái hang dưới đây nè. Chết chuột. Trời ơi chết. Có cái hang nè. Lại kia thăm cái nữa. Cái này hai cái đặc sắc bên luôn. Quên nó chạy ra đây bắt nó gắn cho nó mát rồi, ngồi nó mình ở đây bắt hai con gắn nhiệm mới dính ra cho nó mát rồi, mà kia nắng quá. Trời ơi nó tha. Để đi hồi nữa mình xách cái vỏ lên đây luôn, bắt hai con kia. Giờ mình ra đây mình bắt hai con này cả nhà. Nó dính nè. Hai con nhì không à. Hai. Con này, hai con nhì. Dính được hai cái đặt sát bên dính được hai con. Được hai con nhì. Hồi sớm đi hồi nãy đi được hai con gắn ba. Bắt không có quay. Bây giờ được hai con nhì nè, bắt ra quay. Sao nó dướng cái gì đây không chịu ra này. Gì vậy ơi ơi trời ơi gì mà nó vô lú đầu vô trong cái hòm này hay thiệt chứ, cái hòm gì mà nó có một cái đường nhỏ gì mà nó có đó lên đấy không biết là lên cái này lắm làm gì nè. Rồi xuống rồi lại lên ba. Đi kìa. Khổ ghê, chút ghê quá. Rồi con này mới dính này. Nhì ba lần mấy bốn lần chỉ nhiều trắng nõn ha, nhìn đẹp ha. Con này nữa, con này như mới ón chuột ra thì phải, ón chuột ra là nó rớt rồi. Nuôi không muốn ra nữa. Ý. Nè con này ngon, con này con nãy dính nè, con dính trước nè, trời ơi ngon lắm.
ón chuột ra mà đi cục phân bệnh đi. Bốn con. Mùa nước này khó kiếm quá. Khó kiếm ăn quá. Ngập hết trơn rồi nè. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Không biết chỗ cả nhà không biết sao chứ chỗ mình là ngày nào cũng mưa hết trơn á, đang ảnh hưởng bão nên nắng, sáng nắng thì từ trưa tới chiều là sẽ có một cái đáp mưa. Đi 27 nó cũng hơi vất vả tại vì mình chạy vô trong những cái đường ruộng, những cái bờ đê, những bực kinh sáng rồi đó đều bị trơn trợt á, nó dễ bị té lắm. Nên mấy ngày này đi thăm bẫy vất vả. Mình xuống đây mình thăm cái bẫy đầu tiên, bữa nay mình thăm ở trong đây ba cái, không có là mình rút luôn. Cũng lâu rồi để hoài rồi, nó không có thì mình rút thôi. Cái đầu tiên chuột cầu, cái chỗ này nó ngon im không? Im quá mà đặt hoài không thấy dính. Còn chuột nên mình rút nha. Rút bữa nay mình rút chắc cũng hơi nhiều à. Những cái nào lâu quá thì không có thì mình sẽ rút để mình chạy nền lên, với lại kiếm những chỗ nào cao nước ngập á, chỗ mình đang nước lũ về nên đặt bị ngập hoài. Bữa nay là còn con nước tháng 9 tháng 10 vậy nè, là con nước nhiều á, nước gần ở dưới quê mình người ta gọi là con nước cái. Con nước cái là con nước nhiều nhất trong những tháng qua, những tháng vừa rồi như là tháng 9 tháng 10 dầm á, nước dầm với nước 30 là nhiều lắm. Nên mình phải về mấy cái bẫy này lên trên cao để nó ngập. Rồi. Giờ thì mình tiếp tục mình thăm cái thứ hai nha. Trong lỏng luôn rồi nè. Mưa giết rồi nó xối xả rồi nó chóc rồi giờ nào là chuột nó kéo gom. Kéo mấy cái cây ấy, mấy cây mình che mình đẩy cái vô trong lỏng rút luôn. Qua đây thăm cái này hôm bữa chị nền mới thăm chuyến thứ hai nè, bữa nay vô có cũng phải rút ba cái mà hai cái kia không ấy có phân cái gì nè. Có cả nhà ấy. Trời ơi, con ba. Con ba. Tại vì ở đây ba cái này đi nghịch đường quá nên rút thôi. Con đầu tiên nè. Chúng hoi là cũng không muốn rút đâu. Hai cái kia nãy thăm không dính nè. Giờ cái thứ ba dính được con ba. Ồ. Chị ớt. Là trái rồi. Nó nhỏ ớt trên đĩa nè, đâu con cây nè, nè. Cái này lấy mấy trái bự á tiễn để mình ương cái mình làm giống lại nữa ra cho mấy trái bự thôi. Xuống dưới đây trời rút luôn. Có gì không đây mà nó vướng gì mà kéo cũng ra nè. Trời ơi, còn cỏ có luôn cả nhà ơi. Hôm bữa đây còn kiếm mấy nè, còn ngắn ba nè, rút luôn cả nhà ơi.
Tại bây giờ đây có mấy cái nó đi nó nghịch đường quá, nằm biếng chạy qua đây. Vô đây mình rút luôn, cũng lâu lắm rồi. Trời muốn chứ mưa nữa. Qua đây mình rút cái bên này nè. Cái này cũng mới đặt nè. Nhưng mà có một cái. Có phân luôn nè. Thấy cái đất nó có phân rồi nè. Đó. Phân này. Nè. Rút luôn. Con hồ hành đó. Hồ hành ba nè. Gốc hơi uổng nhưng mà nó có con cái vậy đây, chẳng lẽ để lại có con cái thì đi thăm nó hơi cực mà lộ bộ hơi xa nữa. Chuyến này chuyến thứ ba mới dính. Hai cái trong đây dính được hai con, khi nãy con nó ba con, ba con gắn ta. Giờ mình ra xe. Nãy cái vỏ của mình nha, mình để ngoài đây, mình vô mình rút hai cái bẫy. Mấy cái mình rút. Nãy giờ cũng rút được rút cũng được 60 cái rồi. Còn chuột. Yếu quá. Nãy có con cái dính rồi ta. Đây nè. Ba con. Ói chuột rồi. Bây giờ mình bắt nó ra. Mình có cái túi của mình có sẵn hai con trong đây rồi. Hôm qua mình đi thăm được hai con. Đâu ba mấy bốn chục cái vậy. Không phải lúc nào mình đi thăm cũng có nha. Thăm không có là coi như là đâu có video đăng lên cho cả nhà xem. Đây có hai con này mình cầm theo luôn nè. Trong túi nè. Hai con ngắn bà. Thấy gì vậy đó, chứ có bữa nào có thì mới có làm video đăng lên. Còn có bữa đi thăm cả ngày cũng đâu có con nào đâu. Vì mà có nhiều người ta nói gắn nuôi được đó. Gắn nuôi bắt bỏ đồ vô đó, chứ là rồi. Ai trong nghề nhìn sẽ hiểu. Đâu phải dễ ăn đâu. Đặt nha. Một luồng bẫy vậy có khi là bốn mấy năm chục cái, sáu chục cái cũng có. Mắc mắc giết thì còn có bốn mấy năm chục cái rồi. Nó lần đặt 60 cái á, một luồng. Giết nó mắc. Cái này mình cũng nằm cũng lâu lắm rồi. Nay cũng rút đâu khoảng mười mấy cái gì á, rồi mình đi đặt kiếm chỗ mình chạy nền. Ba mùa này nó cũng không có giá mấy nữa. Cái luồng bẫy này chuyến giờ mình thăm cũng trúng ba ký mấy, ba ký ba hay ba ký rưỡi gì đó, hình như là chắc là ba ký ba. Mình cũng không nhớ, nhưng mà được hai con nhất là ký tư rồi, với đâu mấy con nhì á, có dính hàng bự thì gắn có tiền, chứ hàng nhỏ nhỏ này chịu. Nhắn qua này đẹp quá ha, hai con. Trời đừng có mưa không ơi, để cho bữa nay con chạy nền mấy cái bẫy này cho nó im im cái. Bữa mưa tới hù à, bỏ chạy về luôn chứ. Mưa hoài sao chịu nổi. Thấy ui ui nữa. Cái này cái bẫy bự để bắt con bự nè. Đặt hoài không dính. Tại vì bây giờ chẳng lẽ là neo nữa. Nhưng mà chỗ này nghịch đường quá. Để con cái biến để.
đẹp quá. Rồi xong rồi cái mình sẽ soạn lên những cái bẫy này, mình vô chuột vô lúa, ăn hồi nữa mình sẽ kiếm chỗ mới mình đặt. Rồi được 7 cái rồi đó. Số gắn bài. Xuống đây thăm cái dưới đây không có, rút luôn cái nhà cũng lâu lắm rồi, cũng nó cũng từng dính hàng khủng cả ký rồi. Chỗ này chút quá rồi, giết hết rồi, chút còn rồi. Xuống dưới đây thăm cái có dấu hiệu trời mưa rồi. Nó chắc rồi. Dấu hiệu không được vui. Chuột còn cái gì vậy? Chuột còn luôn nè. Nó ta đất vô có đóng thầm mấy chiếc nó không có là rút. Rồi. Cái đường này hôm bữa mình đặt cái bẫy ở đây bị đạp nè, bữa nay là bắt cây thang ta đi luôn. Rồi hên là mình về lại đây bị đạp mà đến nỗi mà dính con rắn gì mà nó không còn. Rồi bữa nay cũng bị đạp cả nhà, chất rút cái này quá, đạp nó dính chịch dưới đây luôn. Chuột còn luôn, ai đi đây mà đạp đi hoài ta, hư cái bẫy này luôn rồi. Cái đít sửa là không được mà còn con chuột nha, mình sẽ lấy lại. Ngay trời mưa không biết có thăm hết được bẫy với lại có thời gian đi đặt nó hay không nè. Xuống thầm cái dưới đây chiến nào thăm cũng bị chết chuột ngẫm hết, không biết lý do tại sao. Ngập thì không có ngập, bữa nay có phân, bữa nay có phân rồi, phân nè, không biết bự không đây. Chà, con ngô hành nhìn cái này cũng ngon rồi nha. Chuột ra gì vô có đóng nặng chịch nè, không biết vô nổi nhì hay không đây, tại vì có nguyên đống đất trong đây mà thấy nặng lắm, cần mình cảm giác nặng lắm, hơn nửa ký mà con này không biết vô nhì nổi hay không. Để đi ra ngoài nữa tính sao. Xe đằng kia cái mới dính nè, để mình chút cái con này ra coi không biết được vô nhì hay không. Nó chuột nó tha nè, một đống gác vô trong đây nè, nặng chịch ha. Giờ chút ra cầm gắn mới biết được. Gắn không? Dính được con. Đúng không anh hả? Không anh hả? Chiều. Sớm giờ đi chắc ký mấy anh ơi. Rồi. Ký mấy nhắn nhỏ không à? Cái bị gì có cái hồ tiêu không sức ra vậy? Rồi em để cái điện thoại mà em lấy điện thoại em quay rồi. Mẹ. Có mà đặt từ thăm rồi không có dính nữa nè. Thấy nó xậy gì chứ nó chống lỏng hả? Ừ đúng rồi. Dạ không hành không anh. Nhắn nhỏ không à, mấy nhắn này đâu có. Có đang nước tóc không? Có đang. Con này không biết vô nhì nói hay không. Con này không biết nó vô nhì hay không rồi. Thấy nó cũng bự mà tại trong chuột nó tha gác tha gơ tùm lum như trong đây nó nặng chịch à. Cái này cái lòng nó cũng nhỏ ha. Dạ như vậy rồi cỡ ký mấy vô thoải mái, ký mấy cỡ ký gửi ký 2 ký thì thoải mái, mà tại có gắn đâu có loại bự đâu. Bây giờ hiếm,
lâu lâu vô được con ký hơn gì này kia là có cái dụng thứ này, nó vô đây nó rút nó nằm trong đây anh ơi, cũng thì nó rút nó vô nó nằm khoanh có một cục à, càng bự thì nó còn nằm ấy. Rồi con này sắc chuông gì vậy? Cái này về nuôi lại hay là không bán anh? Bán hả? Không cái này bán được nhiêu tiền ký à? Tùy theo chỗ bán. Chỗ này con gì cả này cả mấy trăm? Con này em bán 250. 250 ký hả? Dạ. Có chỗ thì nó bán giá khác nữa. Tùy theo chỗ bán, tại vì em bán lẻ em ấy. Có khi khi nào ai nuôi lên ta? Có. Nuôi mẹ chắc mùi mấy gắn nhỏ không luôn. Mình xuống dưới đây mình rút con cái dưới đây luôn. Cái này mình đặt cặp cái máy kinh nè. Vài bữa nước nhiều thế nào nó cũng ngập à. Nên mình sẽ rút mình về lên cao kiếm chỗ khác đặt. Có luôn cả nhà. Có luôn. Có nên đặt lại không đây? Mà đặt lại vài bữa nó cũng ngập. Cũng đâu có làm gì được đâu. Thôi rút đi. Nè. Hàng ba nha. Để ra. Sẽ mình đi sớ thăm vài cái nó có nhiều mình bắt ra luôn. Rồi, cái bẫy lồi lên luôn. Mình tính lấy vô cái cây vô đây mình móc cái bẫy. À dễ lồi lên. Tại vì hôm bữa ở đây mình cũng mới dính được con đại ca. Cũng lâu rồi. Đi dài hơn luôn. Chuột còn một cái gầy hớp đó. Rút luôn. Thấy trong lỏng chưa? Trong lỏng vậy mà hôm bữa dính được con đại ca. Tới giờ im gu luôn. Rút. Rồi ơi. Có hôm nay hôm bữa nhét cái bẫy này vô trong đây nè. Chuột còn luôn đó nha. Xuống thăm đây một cái. Trời, ai dọn cái gì trong lỏng hết rồi. Ai dọn cái đường vô trong lỏng hết rồi. Ai làm gì đây? Cái bẫy bị lấy hay là còn hay không hứng thôi. Tiêu rồi. Không chiến gọi mới dính con 700 gram. Đây nè. Dục ở đây luôn cả nhà. Hên quá. Tưởng đâu mắc rồi chứ. Chết chuột. À còn chuột luôn. Hên. Kiếm chỗ khác đặt lại. Để nó đi, mình vô trong kia mình thăm cái nè. Chiến gọi mới vừa dính mà. Đâu có bỏ được. Cái giường này ướt ướt bụng ngập hay gì nè. Đụng cái bẫy này luôn. Hôm bữa mình đặt kiểu kia mà sao bữa nay nằm kiểu kỳ ta. Ủa hôm bữa mình đặt. Mình đặt nó thẳng đứng lên mà. Sao bữa nay nó gớt. Có người đụng. Dính cả nhà. Khủng rồi cả nhà. Mình kéo ra mình thấy rồi. Vậy là nó bò vô. Nó sẽ làm cái bẫy của mình ở trên. Tại vì mình đặt đứng ở trên kia đó, cái lúa còn kìa, đứng lên á, trên cái mô khủng ở cả nhà nè. Rồi ơi, vô nhức quá, khủng rồi, không nói khủng rồi, chắc nhức rồi cả nhà. Nhức rồi, nó đẩy cái bẫy nè. Rồi, không biết. Chắc không vô nhức nổi rồi. Rồi con này vô nhức không nổi cả nhà. Thông cảm cả nhà xin lỗi nha.
con này không vô nhức nổi nè. Không có lấy mép được chụp tấm hình. Để ngồi nữa mình ra ngoài nữa mình bắt con này với con kia luôn nha. Bây giờ mình bắt hai em này ra. Con ba và con ba với con nhì. Chứ nãy nhìn không kỹ mà nó hô khủng khủng. Tào lao. từ xa nhìn vô thấy cái phanh cái đấy khủng khủng, tào lao. Con kia chắc rớt nhất rồi. Con này con ba nè. Con ba dính đằng kia. Tuốt tuốt đằng kia. Chắc ai vô. Con này là nhì à, chứ nhiều nhất cũng không nổi nữa. Thấy ón chuột ra. Ón chuột ra. Con này chắc nhì cả nhà, hơn nửa ký à. Năm lạng mấy à. Rớt nhất à. Mưa thì mưa đây, sẵn ngồi đây có cái chòi nè. Đục mưa luôn. Chứ giờ mà đi rồi cái mưa cái nó không có chỗ được mưa. Cả tối rồi cả nhà ơi. Vẫn nhỏ thôi. Rồi, tranh thủ tiếp tục nha. Xe để ngoài đó có sao không nè. Thăm chuyến rồi mình thăm đây. Dính cặp nè. Trời ơi cái móc. Ai mới đi mấy cái đường này. Chắc có ông chú mới đặt lương, đặt chấm. Chuyến rồi dính cặp chuyến này. Đó hết rồi. Còn đâu mà dính hoài. Chuột còn luôn. Dính cặp ký mấy á. Còn nhất dính con gì. Ký 2, ký 3. Rồi, xin chào cả nhà. Mình đang thăm 7 mà còn khoảng cỡ mười mấy cái nữa mình đi thăm không được nữa rồi. Ở dưới kia kìa, đang trời chuyển mưa. Tối hù hết trơn rồi. Và dưới lại là ở dưới mé sông nè, nước quá trời luôn rồi nè. Nước đang lớn và nó khúc cái khúc ở dưới kia bị bở gì bể bể đê rồi nước nó tràn vô rồi mình không có chạy xuống dưới kia được. Người ta đang tắn, người ta đang mé đó. Nên cái đường mình đi không được nữa. Còn đâu có chục cái à. Mà trời thì đang chuyển mưa thì quá trời cái đó mưa này rồi. Tại vì tháng này là ở chân chúng mình là tháng nước ngập á. Rồi nước nó về trở lại thêm mưa nữa ta tắn nè. Nè coi cái giường. Nè. Nước vô trong giường nè. Nó chảy nó vô quá trời. Rồi chớp chớp kìa. Rồi bây giờ thì mình cũng xin tạm dừng kết thúc video luôn. Có mấy rồi cái kia chắc là chuyến sau nếu mà mình lên thì mình thăm với khoảng cỡ chục cái nữa mình thăm không hết. Rồi mình về để nó thôi đâu có đi được nữa đâu. Rồi, mình cũng xin tạm dừng kết thúc video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video và ủng hộ mình nha. Hẹn cả nhà lại những video tiếp theo nha. Bye bye.